Tình thương duy nhất nên có. Ở nhà quý vị cũng hãy cố gắng vô điều kiện, cố gắng thương nhau một cách vô điều kiện. Vô điều kiện không có nghĩa là quý vị không cố gắng chỉ ra cho người khác thấy rằng họ có thể sai lầm, rằng có thể có một cách tốt hơn để làm nó. Và nếu đó là điều nhỏ nhặt thì thứ lỗi cho nhau và chỉ nói: "Em sẽ vui hơn nếu anh đã không làm như thế, nhưng em vẫn thương anh." Và nếu đó thật sự là việc lớn và liên quan đến phúc lợi, sức khỏe gia đình hoặc sức khỏe của chính họ, thì quý vị phải bảo họ nhẹ nhàng nếu nó có hiệu quả. Nếu nó không hiệu quả thì quý vị phải dùng một cách ít nhẹ nhàng hơn để nói ra, nhưng quý vị phải nói. Và vẫn vô điều kiện, luôn luôn. Đó là tình thương duy nhất chúng ta nên có và cũng là tình thương duy nhất mình nên trao. Tôi biết quý vị gật đầu, nhưng làm thì khó lắm, hãy ráng thôi. Mỗi khi thất bại, hãy làm lại cho đến khi thành công. Chúng ta phải luôn cố gắng. Khi quý vị mới học viết bằng chữ cái, quý vị có thể viết ngay lập tức được không? Không, hầu như không thể. Chúng ta phải tô theo dòng chữ được thầy viết sẵn và rồi từ từ. Bây giờ quý vị viết như thế này, nhưng ngày nay chúng ta không lo, chỉ đánh máy vi tính và in ra. Hãy cố gắng sống như một vị Phật. Dù quý vị chưa nhận ra Phật tánh của mình, hãy ráng sống như Phật. Hãy cố gắng, ít nhất là cố gắng. Chỉ cần nghĩ Đức Phật sẽ làm gì trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu sẽ làm gì trong hoàn cảnh này, những vị minh sư khác sẽ làm gì trong hoàn cảnh của mình. Hãy cố gắng, rồi từ từ quý vị có thể đạt được. Và nếu không đạt được, ít nhất quý vị biết mình đã cố gắng và không cảm thấy tệ về bản thân. Con đang cố gắng, con chỉ là con người, con đã nỗ lực hết sức và xin cầu nguyện các minh sư giúp đỡ, xin tất cả minh sư giúp con. Ít nhất là như thế, ít ra quý vị cũng được nhắc nhở về điều gì đó cao thượng, vô điều kiện, như cách mà quý vị muốn sống đời mình, đó là điều quý vị mong muốn. Nhưng sinh ra ở thế gian này, nơi rất không hoàn hảo và gây phiền não cho quý vị. Nhưng quý vị muốn như thế bởi vì đó chính là mình. Quý vị muốn mình cao thượng, hoàn hảo. Ít nhất, hãy ráng, cố gắng. Nó sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn và mãn nguyện hơn. Lý do chúng ta ban tặng. Tôi lúc nào cũng cảm thấy rất giàu bởi vì tôi cảm thấy tôi được ban cho bất cứ gì tôi cần. Và tôi không bao giờ thiếu bất cứ điều gì, trong khi quý vị vẫn cảm thấy như quý vị đang thiếu gì đó. Ngoài ra, giàu là giàu thế nào? Tùy theo quý vị cảm thấy thế nào, phải không? Một số người họ rất giàu, hoặc ít nhất cũng khá giàu, nhưng họ không bao giờ cho ai thứ gì. Họ chưa bao giờ làm điều gì tốt cho ai. Họ chỉ giữ tất cả tiền của họ. Tôi không cảm thấy người đó giàu chút nào, vì họ không vui hưởng sức mạnh tài sản của họ. Trong khi mỗi khi tôi cho, tôi cảm thấy mạnh mẽ. Mình có thật nhiều tiền, mình có thể cho, có thể cho, có thể cho. Quý vị hiểu ý tôi không? Tôi chỉ nói vậy, nhưng thật ra tôi không cảm thấy nhiều sức mạnh như vậy. Nhưng ý tôi nói là nếu quý vị không vui hưởng sức mạnh tài sản của mình, thì quý vị là một người nghèo vô cùng, bất kể quý vị có bao nhiêu tiền. Ngược lại, nếu có người không có nhiều tiền, nhưng lúc nào cũng rộng lượng, tử tế và giúp người, thì người đó rất giàu. Bên trong họ rất giàu. Ai có thể giàu hơn những người như vậy? Càng chia sẻ quý vị càng cảm thấy giàu hơn. Đây phải là lý do mà quý vị ban tặng tiền. Tôi đã nói với quý vị từ lâu, nó giống như một bể nước. Quý vị bơm nước vào bể để bể phân phối cho cả làng hoặc thị trấn, hoặc có lẽ ít nhất là cho nhà quý vị. Có ích gì nếu bể nước giữ nước trong đó và không cung cấp cho nhà của quý vị, để quý vị thậm chí không thể rửa rau, thậm chí không thể dọn nhà tắm. Đó có phải là bể nước tốt không? Không. Rồi bể lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu, và nước sẽ trở nên dẫn đục và ứ động, và có lẽ vô dụng. Và rồi cũng sẽ làm hư bể nước, làm bể nước bốc mùi hoặc rỉ sét do những chất không tốt ứ động trong nước. Cũng giống vậy, một dòng sông rất nhiều nước phân phối khắp nơi,
dung bồi cho cánh đồng và tưới cho cây cỏ. Và từ đó cây cối sinh trái cho con người. Cây cối sinh trái cho con người, cây cỏ cung cấp rau cho con người. Dòng sông đó thật sự là tốt, và đó là nhiệm vụ của sông, và đó là phận sự cao quý của sông. Nếu dòng sông cứ giữ tất cả nước lại cho mình, không cho ra gì cả, thì đó là kiểu sông gì? Thượng đế cho chúng ta một ít tiền, hoặc một ít lực lượng, hoặc khả năng nào đó là để chúng ta chia sẻ với người khác, đóng góp cho xã hội, hiểu không? Thập thiện. Thập thiện là như thế này. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không phỉ báng. Thứ sáu, không ác khẩu. Thứ bảy, không tham lam. Thứ tám, không sân hận. Thứ chín, không nói chuyện tầm phào, nghĩa là nói chuyện thị phi. Thứ mười, không ảo tưởng, nghĩa là không tưởng tượng rằng quý vị đã vô cùng khai ngộ nhưng chưa khai ngộ. Khi ở đẳng cấp thấp, đừng nghĩ rằng mình rất cao. Đó là thập thiện. Ý nghĩa chân thật của đời sống tốt đẹp. Tôi nghĩ nhiều người chúng ta không màng chuyện mình sống chết ngày mai. Bởi vì chúng ta biết chắc qua thể nghiệm bên trong và sự tu hành, cũng như trực giác, rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi vĩ đại và huy hoàng, cho dù chúng ta cởi bỏ lớp vỏ vật chất này của linh hồn. Tôi chắc chắn nhiều người chúng ta không màng sống hay chết, bởi vì chúng ta biết tất cả tùy nơi Thượng Đế và tùy theo cách chúng ta sống đời mình. Không phải mình chết thế nào mà là mình sống như thế nào. Không phải mình chết lúc nào mà cho đến giây phút lìa đời, mình đã làm gì với đời mình mà không lãng phí, rằng mình đã là một công cụ hữu ích cho Thượng Đế, cho tha nhân. Đó là ý nghĩa chân thật của đời sống tốt đẹp. Đời sống tốt đẹp không phải luôn luôn có nhiều tiền, nhà lớn, xe lớn hay bất cứ gì. Đời sống tốt đẹp là chúng ta đối diện chính mình mỗi ngày trong gương, biết rằng mình tốt, biết rằng mình đang làm tối đa vì người khác. Không phải vì chúng ta quan tâm là mình chết hay không chết mà mình làm những điều này. Chỉ vì đây là điều đúng đắn để làm, để nhắc nhở lẫn nhau rằng chúng ta phải cao thượng, nhân đức và thiện lành. Bố thí chân chánh. Nếu quý vị bố thí ai thứ gì thì bố thí rồi quên đi, đừng bao giờ tiếc rẻ. Bởi vì nếu cho rồi tiếc rẻ, quý vị sẽ không được gì cả. Quý vị mất cả tiền bạc, phước báo và uổng phí thời gian. Cho nên tốt hơn hết là cho rồi quên đi. Đó là vì sao Chúa Giêsu nói, nếu cho người thứ gì tay trái thì đừng để tay phải biết. Đức Phật còn dạy rằng bố thí mà giống như là không bố thí thì mới thật sự là bố thí. Ý Ngài nói rằng khi quý vị bố thí, đừng có dính mắc vào chuyện bố thí đó. Bố thí giống như không bao giờ bố thí gì cả, giống như là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Đó là bố thí chân chính, bố thí mà không có sự chấp nhất. Nếu không, chúng ta vẫn còn nghĩ là mình vĩ đại. Nếu cho ai cái gì? Chúng ta nghĩ là mình hay hơn người kia bởi vì chúng ta ở một chức vị có quyền năng nếu chúng ta cho người đó. Vì vậy mà tôi thường dặn quý vị, bất kỳ quý vị làm gì phải biết đó là cho chính mình thật vậy, không phải là cho người nhận. Như vậy tốt hơn vì nó có nghĩa là quý vị bố thí cho chính sự khôn lớn của mình trong khía cạnh từ bi, yêu thương, quảng đại. Thăng hoa bản thân thành một chúng sinh cao thượng. Quý vị không chỉ làm người tốt mà còn phải làm việc thiện và chăm sóc người khác, như vậy họ cũng trở thành người tốt. Đừng cứ ngồi đó chờ, lúc nào cũng cầu xin sư phụ gia trì, hoặc nếu hoàn cảnh không thoải mái, quý vị bỏ đi. Đó không phải là tình thương. Dĩ nhiên tôi cố gắng chăm sóc tất cả quý vị, nhưng quý vị cũng có bổn phận tự chăm sóc mình, phải không? Tất cả mọi người. Đừng cứ luôn cầu xin lực lượng sư phụ làm việc này, việc nọ cho mình. Đó là lạm dụng lực lượng khi không cần thiết. Khi khẩn cấp thôi, hiểu không? Khi quý vị không thể làm được gì hơn thì không sao. Nhưng nếu có thể, hãy dùng đầu óc trước. Dùng chỉ số thông minh huấn luyện nó để ngày càng thông minh hơn, phản ứng nhanh hơn với mọi tình huống xảy ra. Phòng khi có ngày quý vị phải giúp đỡ người khác.
Không phải tất cả đều là cho mình, mà cho những người chung quanh và không ở bên cạnh. Trước tiên phải huấn luyện thành người tốt và có khả năng, để có lẽ một ngày nào đó mình có thể giúp người khác. Đừng lúc nào cũng ngồi đó như em bé đợi mẹ. Cho dù quý vị bị cưng hư, thì cũng phải chuẩn bị để thăng hoa bản thân thành một chúng sinh rất cao thượng và hy sinh vô ngã. Nhưng tôi không bảo quý vị làm việc gì quá xa vời, hy sinh bản thân. Nói về chuyện đó thì thật đáng buồn cười. Chuyện này không đáng để dùng chữ đó. Ý tôi là quý vị cũng phải cố thích nghi với hoàn cảnh, cố gắng giúp những người khác. Nếu quý vị cầu xin chuyện gì, nếu điều đó không thật sự cần thiết hoặc không bắt buộc phải làm, thì tôi phải trả. May là không phải bằng thân thể, nhưng trả bằng sự thoải mái. Chuyện gì cũng có hậu quả của nó, hãy suy nghĩ trước khi cầu nguyện. Trước tiên quý vị xem có thể tự làm không? Nếu quý vị thật sự không thể, không có giải pháp nào khác, thì được, lực lượng minh sư có thể giúp quý vị. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Điều đó làm quý vị lười biếng, không còn dũng khí, không còn trí thông minh, biến quý vị thành thây ma, không tốt cho quý vị. Tôi không muốn quý vị là một thây ma. Tôi muốn quý vị là một người tích cực, giỏi hơn trước kia, giúp đỡ người khác, nghĩ tới người khác trước mình, luôn luôn. Dùng thân người cho mục tiêu cao thượng. Có lẽ trong tương lai chúng ta biết làm sao sống cuộc đời khá hơn, hoặc chúng ta sẽ được sinh vào một hành tinh khác tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta, sống lâu hơn và tiến bộ tâm linh hơn. Và đó là điều chúng ta cố gắng làm, mang quý vị đến một môi trường tốt hơn. Quý vị sẽ vẫn còn thân thể của mình, chỉ là di tế hơn. Chúng sinh nào cũng có thân thể, chỉ là chấn động lực là nhanh hơn hay chậm hơn. Nếu nhanh hơn thì chúng ta không thấy nhiều hay vô hình, càng nhanh thì càng vô hình. Chấn động lực càng chậm thì càng thấy rõ hơn. Thân thể vi tế của chúng ta đã cô đọng thành khối vật chất này, hữu hình đối với tất cả mắt trần, bằng cách làm cho chấn động lực của năng lượng chậm lại. Quý vị có thể thấy, khi quý vị còn nhỏ, đôi khi quý vị chơi với cái bông dụ hay gì đó, quý vị xoay cái gì đó. Khi nó xoay thật nhanh, quý vị thậm chí không thấy nó nữa, phải không? Quạt như cây quạt máy ở đó. Hiện nó đang chuyển động rất nhanh, cho nên nó gần như trong suốt. Mặc dầu nó có bốn cánh, khi nó ngừng, quý vị có thể thấy bốn cánh quạt và quý vị không thể nhìn xuyên qua được. Nhưng bây giờ, vì quạt chuyển động quá nhanh, quý vị có thể thấy xuyên qua bốn cánh của nó. Mà đó là chưa có nhanh gì cả so với rất nhiều thứ khác trong vũ trụ. Những thứ mà mắt trần quý vị không thấy, không có nghĩa là nó không hiện hữu. Đó là lý do đôi khi trong lúc tập trung, quý vị vượt lên khỏi giới hạn của tầm nhìn và quý vị thấy những thế giới khác, những người khác ở xung quanh quý vị. Phật cũng ở quanh đây, Ngài không đi đâu khác. Những chúng sinh khác cũng ở quanh chúng ta. Hoặc nếu quý vị rời khỏi nhục thân và đi tới đi lui với thân thể Atula, người ta cũng không thấy quý vị, nhưng quý vị có thể thấy người khác. Quý vị có thể nghe họ, nhưng họ không nghe được quý vị, không thấy được quý vị. Giống như sau khi một người chết đi, nếu họ trở lại để thăm thân nhân bạn bè, không ai nghe được họ, không ai thấy họ, và họ rất bực bội. Cho nên đôi khi họ phải cố hết sức để hiện hình ra một lúc, hoặc vài giây hay vài phút, rồi người ta nói, ôi chao, tôi thấy mà. Thật ra họ ở trong một thân thể vi tế hơn. Chúng ta cũng đã từng ở trong một thế giới vi tế hơn, rồi chúng ta cố gắng xuống đây. Chúng ta phải chậm lại, làm chậm chấn động lực lại, để vật thể trở thành khối đặc, rồi chúng ta có được thân này. Thật ra nó chỉ là năng lượng thôi, không có gì là thật sự vật chất về chúng ta. Thậm chí về thân thể chúng ta. Chỉ là nó được vật chất hóa bởi một quá trình làm chậm lại. Vậy hãy tôn trọng thân thể của quý vị để sử dụng nó cho mục đích cao cả và tốt đẹp. Chăm sóc thân thể chừng nào nó còn tồn tại vì mục đích liễu ngộ tự tánh và giúp các anh chị em của mình trở về nguyên quán để họ có lại hạnh phúc vĩnh hằng và không cần phải đau khổ trong bóng tối ở đây, nơi mà họ không nên ở. Mặc dù họ đã lựa chọn làm vậy. Nhưng khi đến thời điểm, họ nên đi về nhà. Chúng ta phải ở gần bên và giúp đỡ họ,
kéo họ ra khỏi bóng tối và mang họ trở về, về nhà cùng với chúng ta. Chúng ta luôn có thể giúp. Quý vị nghĩ công đức của tôi bao la, đúng vậy, nhưng thế giới cũng bao la và nghiệp của quý vị còn bao la hơn. Không phải chỉ nghiệp của quý vị mà nghiệp của loài người còn hơn là bao la nữa. Bởi vì đời đời kiếp kiếp, cha truyền con nối, huyết thống, DNA cứ tiếp tục luân chuyển bên trong thế hệ tiếp theo. Thành ra trong Kinh Thánh có nói, tội lỗi của cha sẽ được truyền cho con, sẽ được truyền cho con. Và Phật tử cũng nói như vậy, tội tổ tông truyền. Tưởng tượng xem, đời đời kiếp kiếp, cha truyền con nối, không phải một kiếp. Chính vì thế tôi càng để dành thì càng tốt hơn. Tôi càng có thể cho. Và công đức tôi không thể lấy từ thiên đàng. Không được. Tôi phải kiếm ngay ở đây, nhiều kiếp ở đây, kiếm công đức và cho cùng một lúc. Và trong kiếp này, tôi cũng phải kiếm và cho cùng một lúc, nhưng cho quá nhiều mà kiếm lại rất ít. Không có thời gian để kiếm, vì tôi cũng cần phải kiếm tiền nữa. Xin lỗi về việc đó ha. Để kiếm tiền mình phải nghĩ làm gì? Thật ra tôi không quan tâm đến tiền trong tâm tôi, không. Nhưng tôi biết tiền là công cụ tốt để giúp người khác. Còn tùy vào mục đích mình dùng thì tiền sẽ hữu ích. Đối với người tị nạn, người nghèo, tai ương, cần viện trợ ngay lập tức. Đối với những người này, tiền của tôi hữu ích. Bằng không với tôi, không hữu ích gì nhiều. Thậm chí bây giờ nếu không có tiền, tôi có thể nghĩ ra cách để kiếm tiền. Tôi luôn luôn kiếm tiền kể từ lúc còn nhỏ, nên bây giờ tôi vẫn có thể kiếm được. Kiếm tiền chỉ cho bản thân mình thì quá dễ dàng. Thậm chí khi còn trẻ, tuy không kiếm được nhiều, nhưng tôi vẫn có đủ tiền để luôn tặng cho trẻ em Phi Châu, hay có gì đó nói trên truyền hình. Hãy giúp chúng tôi, giúp những trẻ em này. Tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng có thể cho. Không thể cho hàng ngàn, nhưng tôi có thể cho hàng trăm. Như hàng trăm ở đây, hàng trăm ở đó, hàng trăm mỗi tháng. Nhưng ở nơi quá tuyệt vọng, thì 100 đồng có thể được dùng cho rất nhiều, để nuôi một gia đình tối thiểu một tháng, cho đến khi họ tìm được việc làm. Tôi nhớ có một thôn làng ở Phi Châu, tôi đọc về làng này khi còn ở Anh Quốc. Ồ, không phải, tôi đọc trên báo chứ. Một cậu bé ước rằng cậu có được 30 đồng thôi, để cậu bé có thể mua một nông trại nhỏ và trồng rau và nuôi gia súc cho bản thân. 30 bảng, xin lỗi, 30 bảng thôi. Tưởng tượng xem. Ồ, tôi đã gửi tặng cậu ấy nhiều hơn thế, hơn gấp 10 lần qua cơ quan báo chí. Tôi nhớ một lần đó. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhớ mọi thứ. Tôi vừa kể cho quý vị nghe về số tiền ít ỏi mà tôi có, thì tôi nhớ ra việc này. Nhưng trước đây không ai biết. Tôi chưa kể quý vị nghe, phải không? Không. Tôi đang ngồi chờ xe taxi hay gì đó, và tôi đọc chỉ là một tin nhỏ trong tờ báo ở phòng đợi của khách sạn, và tôi lập tức gửi, và nhờ khách sạn gửi hộ tôi. Quý vị luôn có thể giúp trong mọi hoàn cảnh, bất cứ nơi nào mình có thể giúp. Không cần phải nhiều lắm, tùy theo phương tiện của quý vị. À, tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Rồi Thượng Đế sẽ ban cho quý vị. Hồi còn trẻ tôi không bao giờ nghĩ Thượng Đế sẽ ban lại cho tôi. Bây giờ tôi biết điều đó, nhưng trước đây tôi không biết. Tôi cũng chẳng hề để ý đến nó. Tôi tin tôi có đủ trí thông minh để tự chăm sóc bản thân. Tôi luôn tìm được việc để làm hay đi làm việc hầu bàn. Khi còn là sinh viên, tôi đã từng làm hầu bàn. Như tôi vừa phục vụ quý vị đó. Đó là công việc cũ của tôi. Không có gì to tát. Quý vị phải làm nhiều việc để học và sống ở nước ngoài khi quý vị chưa học đủ ngoại ngữ. Trích đoạn lời Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.